Những ngày gần đây do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Mới đây vào đúng giờ cao điểm ngày mùng 5 tháng 7, một cơn mưa lớn đã đổ xuống Hà Nội khiến cho cả thành phố chìm trong biển nước, nhiều tuyến phố ngập úng và gây ách tắc giao thông. Sau những chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục chiều ngày 5 tháng 7, một trận mưa lớn đã trút xuống Hà Nội và các khu vực lân cận. Chỉ Trong khoảng gần 30 phút, trận mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã rơi vào tình trạng ngập úng, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50 đến 60 mm. Lượng mưa tích lũy phổ biến khoảng 40 đến 60 mm, có nơi lượng mưa lên đến 90 mm. Trận mưa lớn khiến cả đoạn đường bị ùn tắc, các phương tiện chôn chân không thể di chuyển cụ thể như các tuyến đường phố tại quận Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, giao thông theo hướng vào nội thành tên liệt, chiều còn lại ách tắc, người dân vật lộn về nhà trong cơn mưa. Con đường Thụy Khuê cũng ngầm sâu khoảng 0,3 mét khi các phương tiện di chuyển khó khăn. Một số người dân đi xe máy phải dắt bộ để qua khu vực ngầm sâu. Lực lượng công nhân thoát nước đô thị Hà Nội cũng có mặt để cảnh báo, phân luồng giao thông. Cơn mưa lớn kèm theo gió to khiến một cây bật gốc đè lên một chiếc ô tô tại đầu đường thanh niên. Rất may không có thiệt hại về người mưa lớn chút xuống đúng giờ tan tầm khiến giao thông trở nên bất tiện có nhiều tuyến đường tắc cứng không thể di chuyển được vào mùa hè miền bắc sẽ liên tục gặp mưa lớn kèm sấm xét gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông khi gặp tình trạng này thì những người tham gia giao thông nên chú ý an toàn chuẩn bị những vật dụng cần thiết khi trời mưa và thường xuyên theo dõi những thông tin về thời tiết